Rồi, coi cho nên chị. Đó, thì tại sao mình bảo là đặt cọc luôn, tại sao phải siêu âm là vậy, hiểu không? Thì mình xem á là cái lòng tử cung nó có gì chưa, nhiều trường hợp nhá. Kinh nguyệt của mình cứ nghĩ là đấy là bình thường, nhưng mà cái kinh của tháng vừa rồi ấy, nó không phải là kinh. Nó bị một cái trường hợp là có thai, thế sau đấy là nó ra máu báo, nó như máu bầu câu đấy. Người ta bảo là mới có thai máu ấy, người ta nghĩ đấy là kỳ kinh, hay đi đặt vòng cũng không siêu âm thì luôn, rồi chảy cái thai đấy luôn. Đấy, có trường hợp như thế luôn. Đấy, có trường hợp thì đấy, polyp ở lòng hoặc là cái nhân sơ lòng tử cung không biết luôn. Thế là chỗ người ta không có siêu âm ấy, người ta đặt vòng, có ca chuyển lên bệnh viện chị là bị băng huyết luôn, kiểm tra ra tại sao sau đặt vòng lại băng huyết, sợ bị lủng, sợ bị này kia, nhưng mà không phải. Nó có một cái nhân sơ tử cung ở dưới niêm ấy, mình chạm vào. Bình thường nó giống như tổ kiến lửa đấy, nhưng chưa ai chạm vào nó chả ra máu gì cả. Nên là đặt cái vòng vào đúng không, thì cái vòng nó làm cho cái nhân sơ đấy nó chảy máu ào ạt luôn. Ghê thật đấy, nói chung là đã có lần, cho nên bây giờ chị ấy không bao giờ là đặt vòng mà mỏ, nghĩa là phải siêu âm. Phải siêu âm kiểm tra lòng tử cung sạch, hai buồng trứng không có gì hết, không có vấn đề gì thì mới đặt, nó an toàn. Thì hôm nay chị siêu âm cho em lòng tử cung cũng không có gì hết nha. Không có polyp, không có nhân sơ, rồi hai cái buồng trứng cũng đẹp. Ủa, bà mình buồng trứng thế. Xin người của em có đều không? Thế hình em, đều à? Trứng cái nhiều thế. Trứng gì đâu mà như cái rổ, như cái ổ tổ ong ấy này. Buồng trứng đa nang, bên trái dạng buồng trứng đa nang ấy. Đa nang thì cũng sao, em có hai con là tốt rồi. Nhưng mà kinh nguyệt nó thường không đều, nên đều là tốt nữa. Ok. Rồi bây giờ chị sẽ ấy nhá, chị sẽ đặt vòng. Rồi xuống với các cô, sang lên giường rồi chị đặt.